Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của kênh truyền hình Thông Tấn. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là phần điểm các tin chính có trong chương trình. Sáng nay 28 tháng 9 tại Hà Nội, hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác thanh niên khối đã được tổ chức. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, hiện có hơn 31.100 hecta lúa ở vùng U Minh Thượng bị ngập úng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, khiến hàng trăm hecta bị thiệt hại từ 70% đến 100%. Theo chủ trương chung, khu tái định cư phải có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, theo phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Định, một khu tái định cư dành cho dân vùng sạt lở chiều cường gần 3 năm qua vẫn chưa có điện. Ngày 27 tháng 9, các quan chức Trung Quốc và Nhật Bản đã có cuộc gặp mặt tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang trở nên căng thẳng liên quan tranh chấp lãnh thổ. Trước đó, hai nước đã hủy bỏ một số kế hoạch cho dịp kỷ niệm này. Trong chuyến công du lần đầu tiên tới Mỹ, kể từ khi lên nắm quyền năm ngoái, Tổng thống Myanmar U Thein Sen đã kêu gọi quốc tế trợ giúp Myanmar trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Theo ông Thein Sen, đây là điều kiện đảm bảo cho sự thành công của cuộc cải cách đang diễn ra mạnh mẽ tại Myanmar. Thưa quý vị, trong sáng nay, Ban chỉ đạo Tây Bắc và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện chỉ thị số 06/2008/CT của Thủ tướng Chính phủ trong vùng Tây Bắc và phụ cận. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc đã dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Theo đánh giá chung, từ năm 2011 đến nay, các tỉnh trong vùng kinh tế xã hội Tây Bắc và phụ cận tiếp tục ổn định và phát triển. Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, các tỉnh vùng Tây Bắc và phụ cận đã đạt những kết quả quan trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy được tăng cường, các lực lượng công an, biên phòng, hải quan đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy tại các khu vực trọng điểm, trên các tuyến biên giới, đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây vận chuyển buôn bán ma túy với quy mô lớn. Ban chỉ đạo cũng nhận định, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Tây Bắc còn nhiều mặt khó khăn, yếu kém cần khắc phục. Hoạt động tuyên truyền lôi kéo tập hợp lực lượng, kích động người dân gây rối của các thế lực thù địch và phản động diễn biến phức tạp. Tình hình an ninh trên các tuyến biên giới còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định, tội phạm về ma túy, buôn bán người, tình trạng di cư tự do, xuất cảnh trái phép vẫn tiếp diễn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là hội nghị có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích của các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực Tây Bắc và phụ cận, Phó Thủ tướng cho rằng kết quả này có được do sự ủng hộ, đóng góp quan trọng to lớn của bà con, đồng bào nhân dân Tây Bắc. Phó Thủ tướng chỉ đạo để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự vùng Tây Bắc, các lực lượng chức năng cần nắm chắc tình hình, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn xã hội trong vùng, tập trung củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vùng Tây Bắc và phụ cận. Sáng nay ngày 28 tháng 9 tại Hà Nội, hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác thanh niên khối đã được tổ chức. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy khối, vai trò, vị trí của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tính năng động sáng tạo, ý chí vươn lên trong học tập, ứng dụng khoa học công nghệ đều phát huy, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Đoàn khối và các cơ sở đoàn tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học trên nhiều lĩnh vực, các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên phát huy sự nỗ lực, phấn đấu rèn luyện đạo đức, trình độ chuyên môn, cống hiến, trưởng thành. Việc đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ được đặc biệt quan tâm. Hàng năm, các cấp bộ đoàn bồi dưỡng và giới thiệu hơn 3.000 đoàn viên ưu tú. Qua 3 năm thực hiện nghị quyết, các đảng ủy trực thuộc đã kết nạp được gần 6.500 đoàn viên vào đảng, chiếm 53,6% tổng số đảng viên được kết nạp. Phong trào nghiên cứu khoa học được các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm, khuyến khích tạo điều kiện cho thanh niên tham gia với trên 5.000 lượt đoàn viên tham gia nghiên cứu khoa học.
Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng trong khối tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong nghị quyết, tiếp tục đổi mới tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan đối với công tác thanh niên. Các cấp ủy đảng tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân, xây dựng thanh niên khối cơ quan trung ương có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, lối sống văn minh, có tinh thần tình nguyện, quyết tâm hành động thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, hiện có hơn 31.100 hecta lúa ở vùng U Minh Thượng bị ngập úng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, khiến hàng trăm hecta bị thiệt hại từ 70 tới 100%. Cánh đồng lúa mùa trên dưới 1 tháng tuổi ở xã Đông Yên, huyện An Biên này bị úng ngập trong nhiều ngày qua do mưa lớn kéo dài với độ sâu từ 0,7 đến 1 mét. Nguyên nhân gây úng ngập là do hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng trên vùng sản xuất này chưa được xây dựng đồng bộ, không đáp ứng nhu cầu tiêu thoát nước. Sản xuất nông nghiệp ở đây gần như lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước trời, không được chủ động điều tiết. Nếu mà những ngày tới mà tiếp tục mưa nữa thì nó sẽ tiếp tục đầy lên và con và bơm tưới sẽ gặp khó khăn như là chi phí thêm. Cái diện tích nên thiệt hại nó có thể tăng thêm. Bà con đang tập trung gia cố bờ bao bơm tát nước để cứu lúa. Tuy nhiên, chi phí bơm tát khá cao, làm tăng giá thành sản xuất. Nếu trời tiếp tục đổ mưa lớn và kéo dài thì việc bơm tát nước cứu lúa sẽ gặp nhiều khó khăn. Trước cái tình trạng úng ngập do mưa kéo dài nhiều ngày thì huyện An Biên cũng đang đưa ra các giải pháp tăng cường cái đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật xuống cơ sở cùng với chính quyền cơ sở hướng dẫn bà con nhân dân sử dụng các cái biện pháp bơm tập thể. Ở đây quan trọng là phải bơm tập thể, lý do là nếu mà từng hộ một thì họ có thể là không thể bơm kịp, và thứ hai nữa là chi phí nó sẽ cao. Đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang đã gieo cấy lúa mùa 45.871 ha, đạt 69,65% kế hoạch. Diện tích gieo xạ sớm vụ đông xuân 8.894 ha, đạt hơn 3% kế hoạch, chủ yếu ở các huyện U Minh Thượng và Châu Thành. Theo chủ trương chung, khu tái định cư phải có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, theo phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Bình Định, một khu tái định cư dành cho dân vùng sạt lở chiều cường gần 3 năm qua vẫn chưa có điện. Gia đình chị Nguyễn Thị Tính chuyển về khu tái định cư Đồng Sâm, thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước được 2 năm, nhưng cuộc sống vẫn chưa được ổn định do không được cung cấp nguồn điện. Nguồn điện mà gia đình chị đang dùng được mắc nhờ của người dân quanh vùng nên rất phập phù. Làm sao đây bây giờ, tính tiền làm sao đây, đi ra nói nhờ người này nhờ người nọ, không ai nhờ được hết rồi. Con cũng đang học đang hành gì tự nhiên cúp điện tóc đó đã nè, con ngủ cũng có quạt điện thì cũng có học khóc, nó khóc răng trời răng đất hết rồi vậy. Thực tế từ gia đình chị Tính cũng là tình cảnh chung của hơn 60 hộ dân tái định cư Đồng Sâm. Để có được nguồn điện chập chờn này, người dân sống trong khu tái định cư đã phải bỏ tiền kéo dây điện, bắc nhờ từ những hộ gia đình sống lâu năm bên ngoài khu tái định cư. Vì 5-7 nhà dùng chung một nguồn điện nên dòng điện rất yếu. Nó cùng là nó cứ cái vài bữa là chín vài bữa sống, có bữa thì lật đưa gì làm thì có ăn, còn bữa không có ăn. Điện nó yếu quá làm nó gì đâu cùng không có chín. Còn bữa nấu hai bữa đầu cùng mà không có con ăn hẹp. Dạ, lúc mới chuyển về thì tụi em không có điện. Xong rồi mấy cái nhà dân mà ngày xưa người ta ở đây từ xưa tới giờ là người ta có điện. Xong rồi bắt đầu là tụi em mới nhờ xin người ta là cho kéo que cho mấy nhà em có điện để xài. Thành thử ra mỗi lần mà tính tới điện, thứ nhất là xài điện yếu, thứ hai nữa là hàng tháng trả tiền điện quá nhiều. Mà trong khi đó tụi em là không có sử dụng gì về điện nhiều nhưng mà tiền điện lại nhiều. Hồi giờ em vô đây em ở cũng năm đầu. Nhưng mà điện đài là chung là nhà nước cũng chưa biết, khi mà em tiếp nhờ. Tiếp nhờ mà khi mà ví dụ tới tháng vậy là nó là 200, 300 gì em đưa thôi. Nhưng mà khi mình xài ít lắm thì không có xài bao nhiêu hết á. Chứ nó là cung điện nha mấy đứa ở học hòa. Chung vậy không hết mà điện rất yếu. Khu tái định cư Đồng Sâm rộng 4,3 hectare, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho 110 hộ gia đình. Hiện đã có trên 60 hộ dân đến đây sinh sống, hộ lâu nhất đã hơn 2 năm. Ủy ban Nhân dân xã Phước Thuận đã nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền huyện Tuy Phước và tỉnh Bình Định cung cấp nguồn điện sinh hoạt cho người dân nhưng chưa được giải quyết. Cái khu tái định cư này trước kia là trong dự án là không có cái phần điện, chỉ có phần xây dựng cơ sở hạ tầng.
cho nên là hiện nay là chưa có ngành điện. Vì trong cái dự án này là cái chương trình mục tiêu quốc gia, không có cái ngành điện chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng của cái mặt bằng thôi. Hiện nay khu vực của xã Phước Thuận đang bàn giao lưới điện lại cho ngành điện quản lý. Hơn nữa xã Phước Thuận thì đang hướng của cái dự án KFW nguồn tài trợ của Đức cho cái vùng điện của xã Phước Thuận do tổng công ty điện lực 3 đang làm chủ đầu tư. Vì vậy hiện nay chúng tôi đang chờ tổng công ty điện lực 3 để đầu tư cho cái vùng này nói riêng và cho xã Phước Thuận nói chung. Như vậy là chưa biết đến bao giờ khu tái định cư này mới được xây dựng hệ thống lưới điện để đảm bảo nhu cầu thiết yếu nhất hiện nay của người dân là có điện sinh hoạt. Bình Dương đang nỗ lực đấu nối đường ống cấp nước dài hơn 40 km để lấy nước từ sông Đồng Nai đưa về phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân đô thị Bình Dương. Công trình có tổng giá trị gần 600 tỷ đồng là nguồn vốn ODA của Hà Lan và vốn đối ứng của Việt Nam. Nguồn nước sông Đồng Nai đưa về nhà máy nước Tân Hiệp xử lý thành nước sạch sinh hoạt có công suất thiết kế 60 mét khối một ngày đêm, phục vụ cho nhu cầu của người dân đang sinh sống tại khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương, khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước và thành phố Thủ Dầu Một. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay tỷ lệ cung cấp nước sinh hoạt nông thôn của tỉnh Bình Dương đạt 96%, trong đó nước hợp vệ sinh đạt 65%, nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế 31%. Lực lượng quản lý thị trường thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ hàng chục kiện hàng giả được lưu trữ trong các khu nhà trọ và bày bán tràn lan trên địa bàn thành phố này. Hơn 20.000 gói sản phẩm bông băng vệ sinh này được làm giả theo kiểu dáng sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Sĩ, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng được những người buôn bán dạo từ khắp các nơi mang đến Kiên Giang với số lượng khá lớn và lưu trữ tại các khu nhà trọ, nhà nghỉ bình dân trong khu vực thành phố Rạch Giá. Ngoài sản phẩm Việt Mỹ, Việt Ý giả thương hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Sĩ, lực lượng quản lý thị trường còn phát hiện nhiều hàng giả thương hiệu của xà bông Omo, băng vệ sinh Kotex với số lượng lên đến hàng chục nghìn gói. Sản phẩm băng vệ sinh Việt Ý là đã được công ty là đăng ký bảo hộ độc quyền và quyền thứ nhất về nhãn hiệu Việt Ý. Thứ hai là mỗi chốt là 3 bông hồng và thứ ba là kiểu dáng bao bì. Không có đơn vị nào được làm giống như đơn vị của bên công ty Phú Sĩ. Hiện nay là trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều nhãn hiệu mang giả và làm nhái thương hiệu băng vệ sinh Việt Ý. Từ đầu năm 2012 đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang đã phát hiện và xử lý gần 20 vụ bán vận chuyển hàng giả, phần lớn là các vụ vi phạm nhãn hiệu đối với các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, ga, hàng mỹ phẩm, hàng tiêu dùng gia đình. Đáng lưu ý nhất là hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều điểm bán hàng trên vỉa hè, bán hàng lưu động trong các con hẻm và vùng nông thôn, với nhiều loại sản phẩm không có xuất xứ rõ ràng. Điều này đòi hỏi các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra chống hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi các nhà sản xuất kinh doanh làm ăn chân chính.